Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo tỉnh An Giang định hướng đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2024-2030, lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng 570.000 đến 600.000 tấn vào năm 2030. Trị giá xuất khẩu gạo tiếp tục được duy trì ổn định và dự kiến đến năm 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của tỉnh đạt 330 triệu đô la Mỹ. Về chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu trong giai đoạn 2023-2030, tỷ trọng gạo phẩm cấp thấp và trung bình không vượt quá 27%, tổng lượng gạo xuất khẩu, gạo trắng phẩm cấp cao chiếm khoảng 32%, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo Japonica chiếm khoảng 24%, gạo nếp chiếm khoảng 10%, các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao như gạo dinh dưỡng, gạo đồ, gạo hữu cơ, bột gạo, sản phẩm chế biến từ gạo, cám gạo và một số phụ phẩm khác từ lúa gạo chiếm khoảng trên 8%. Tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp mang thương hiệu gạo tỉnh An Giang vào các thị trường, nâng cao hiệu quả xuất khẩu qua kênh trung gian, nhất là đối với các thị trường không thuận lợi cho vận chuyển và thanh toán, duy trì ổn định gạo xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối của thị trường, thực hiện đạt mục tiêu về tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp mang thương hiệu gạo An Giang, góp phần thực hiện thành công đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2030. Cơ cấu thị trường điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu và xu thế diễn biến thị trường gạo thế giới. Đến năm 2030, thị trường châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo, thị trường châu Phi chiếm khoảng 12%, thị trường châu Âu chiếm khoảng 5%, thị trường châu Mỹ chiếm khoảng 3%, thị trường châu Đại Dương chiếm khoảng 4%, tỷ trọng 6% còn lại là ủy thác xuất khẩu. Hôm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, cấp thành phố năm học 2023-2024. Tham gia hội thi có 218 thí sinh của 16 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi, gồm thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm kiểm tra hội thi, trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường tiểu học nơi giáo viên đang làm việc. Thông qua hội thi nhằm phát hiện tôn vinh những giáo viên có năng lực giảng dạy tốt, từ đó tạo động lực nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong mỗi nhà trường, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục hiện nay. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Kiệt, sinh năm 2004, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, sáng ngày 21 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ liên quan đến 33 bị cáo thuộc hai nhóm thanh thiếu niên phường Châu Phú A và phường Núi Sam. Lúc này, Kiệt cùng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2009, Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 2008 và nhóm bạn thanh thiếu niên phường Châu Phú A đến theo dõi phiên tòa thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam cũng có mặt. Nhớ lại việc trước đây bị nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam đuổi đánh, nên Khang rủ Kiệt và Trung chém những thanh thiếu niên trong nhóm này trả thù. Cả nhóm đồng ý. Kiệt điều khiển xe mô tô chở Khang và Trung mang theo dao tự chế đến chém nhóm thanh thiếu niên phường Núi Sam. Phát hiện Khang cầm dao chạy đến, nhóm thanh niên phường Núi Sam và nhiều người dân bỏ chạy tán loạn vào trong sân tòa án, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xét xử của phiên tòa. Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa kịp thời phát hiện khống chế, bắt giữ Kiệt, Khang và Trung, đưa về trụ sở làm việc.